Sợ ngôi làng. Sợ tại sao? Có ma. Ngôi làng này có ma á? Dạ. Thế tức là bây giờ thì cũng trưa rồi ấy. Thì anh có thể xin em một bát cơm được không? Một bát thôi. Nào không phải, nào anh không cảm thấy mỗi em một cái. Ê, thằng nhóc, đâu rồi? Sao bảo ma mà? Cháu ơi! Vừa thấy thằng nhóc bảo là trên này có ma. Có khi nào nó dọa mình không nhở? Ở đây nuôi nhiều chó quá. Anh ơi, em có thể nhờ anh giúp đỡ em một chút được không? Dạ, em vào trong nhà được không? Không được à? Đôi khi Nam rất thèm cái cảm giác là mình cứ đi thôi, không biết đích đến là gì và ở đâu. Hiện nay thì Nam đang có mặt tại giáp danh giữa tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa. Hình như đây là ở Lũng Vân thì phải. Các bạn có thể thấy rằng là Nam bị ấn tượng bởi một ngôi làng nằm thoai thoải ở trên triền đồi như này. Nó được tô điểm bởi ruộng bậc thang cũng như là những cái cây ăn quả rất là đẹp mắt và thanh bình. Bây giờ thì mình sẽ vào xem là đây là bản làng của người đồng bào nào và có điều gì đặc biệt không nhá. Cháu ơi, chú nhờ tí. Tôi nhìn thấy có một thằng nhóc đi đâu về này. Hình như nó cũng đang đi lên trên làng thì phải. Có lẽ là phải nhờ nó giúp đỡ thôi. Tôi vừa mới hỏi cậu bé tên nhưng mà cậu bé hình như chưa nói được tiếng Kinh đúng không? Chưa nói rõ ấy. Chưa nói sõi đúng không? Con không biết là tên con là gì à? Dạ. Thì là đâu, nhà con ở phía nào? Thì con chỉ đi. Ở trên này à? Trên này. À trên này nữa. Từ ngay đây à? Trên bản ấy. À trên bản à? Có xa đây không? Ừ. Thế sao con lại đi xuống đây chơi? Đi chơi bạn bạn nhà cụ ấy, nhà ông ấy. Ông Hạnh ấy. Cô đang bảo gì? Không biết. Không biết hả? Mọi người ở đây đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Mường thì tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng cô kia thì là đang đi cấy đúng không? À đi cấy. Thì con dắt chú lên cái ngôi làng này được không? Không. Không được à? Sợ lắm. Sao lại sợ? Có cái gì mà sợ? Sợ chú hay là sợ ngôi làng này? Sợ ngôi làng. Sợ tại sao? Có ma. Ngôi làng này có ma á? Dạ. Như nào? Con đã gặp bao giờ chưa? Có rồi. Như nào? Hôm đấy là như nào? Nó con thấy đi chìm người giết lấy ấy. Nó đi tìm người để giết á? Dạ. Nhưng mà buổi sáng này thì mình có sợ đâu, buổi tối mới sợ chứ đúng không? Không, buổi sáng sợ lắm. Buổi sáng cũng sợ à? Dạ. Thế bây giờ nếu mà con đi cùng chú thì con có sợ không? Có. Con cũng sợ luôn? Dạ. Thì... giết, nó này hạp là người đấy, đố mình không thấy nó giết, chết luôn. Tức là nếu mà nó mà không hợp mình thì nó sẽ giết chết luôn? Nó hồ. Nó hù. Ừ. À, ngay đây thôi mà con vẫn sợ cả. Thì... trên, nó nói ở trên này, cháu đi nhà bác của chợ của em. Cháu đi nhà bác của em. Ừ. Thì gặp. Thì cháu đi bác nhà của em, sao cái kia thấy luôn. Thấy luôn à? Dạ. Ờ. Nhà bác em ở trên cái theo trên đấy. Ừ. Ok, thế thì chú hiểu rồi. Thế thôi, cảm ơn con nhá. Yeah. Thì chú sẽ lên đấy một mình vậy. Yeah. Nhá. Ok. Như các bạn biết đấy thì những người dân ở đây thì dù sao cũng là ở một cái khu vực rất là xa xôi, đô thị. Thì họ có những cái cách giải thích
cho những cái hiện tượng hay là cái nỗi sợ của bản thân mình rất là nhuốm màu tâm linh. Thì cái cậu bé vừa rồi nói rằng là ở trong cái bản làng này thì là có ma. Thực sự là tôi cũng không biết là cái nỗi sợ đó xuất phát từ đâu, nhưng mà bây giờ thì cũng tầm trưa rồi thì tôi rất là muốn đến xem là người bà con, người Mường ở khu vực này thì họ sinh hoạt như thế nào, họ lao động như thế nào. Thì tranh thủ mình sẽ tìm hiểu luôn là cái câu chuyện ma của cậu bé kể thì có đúng hay không. Vậy chúng ta sẽ đi tiếp. Tôi bắt đầu tiếp cận ngôi làng rồi. Ở đây thì họ nuôi rất nhiều chó. Bây giờ mình không biết là mình sẽ vào hỏi ngôi nhà nào. Chắc là xem cái duyên đưa đến nhà nào thì mình sẽ vào nhà đó. Chào em. Cô bé này nói được tiếng Kinh này. Em ơi, tranh hỏi chút. Anh vô tình đi ngang qua đây ấy, thì anh thấy cái bản làng của mình đẹp quá, thì anh muốn vào anh tìm hiểu được không? Sang làng bên kia. Làng bên này thì tại sao lại không được? Mấy nhà thì cũng đến tìm hiểu được mà. Không có ai ở nhà. Thế em đang làm gì? Nấu cơm à? Anh có một trợ giúp nho nhỏ, không biết em có giúp được không nhá. Thì tức là bây giờ thì cũng trưa rồi ấy, thì anh có thể xin em một bát cơm được không? Một bát thôi. À thế à? À có mỗi mình hai mẹ con ở nhà thì cũng ngại người lạ đúng không? Rồi ok anh hiểu rồi. Rồi cảm ơn em nhá. Ôi chó con đáng yêu không này. Nó được mấy tháng rồi em? 3 tháng à? Nhưng mà nếu mà mình chơi với nó thì con mẹ nó có cắn không? Không à? Thế anh xuống thử chơi nhá. Ôi xinh quá. Ô này các bạn ơi, đáng yêu không? À đây, ba mẹ con này. Rất giống mẹ luôn. Đấy thì các bạn có thể thấy rằng là một cái... Ê, thằng nhóc, đâu rồi? Sao bảo ma mà? Cháu ơi! Vừa thấy thằng nhóc bảo là trên này có ma. Có khi nào nó dọa mình không nhở? Bọn trẻ con giờ nó khôn lắm. Ở đây nuôi nhiều chó quá. Chào anh. Có lẽ đến nhờ sự trợ giúp của một anh trai thì sẽ dễ dàng hơn là một chị gái. Chào các con. Anh ơi, em có thể nhờ anh giúp đỡ em một chút được không? Dạ, em vào trong nhà được không? Không được à? Em nói này nhá. Đây đây anh ra đây. Em bảo này. Bởi vì là họ khá là cảnh giác với người lạ thì tôi nghĩ rằng cái điều đó thì cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ làm sao cái công việc của tôi là phải thuyết phục mọi người, lấy lòng tin của mọi người. Có thể rằng là cái ngôi làng này vẫn còn gần cái đường tỉnh lộ ấy. Thì là mọi người đã tiếp xúc nhiều với những cái tiêu cực của xã hội nên họ khá là đề phòng. Tự nhiên là vừa rồi rất là ồn ào, mình đến phát là tĩnh lặng hết luôn. Bọn trẻ con trốn trong này nhưng mà tôi rất là tinh mắt và tôi có thể nhìn thấy là chúng đứng rất là im lặng, tĩnh lặng để chờ tôi đi qua thì chúng mới bắt đầu ồn ào lên. Bây giờ là gần 12 giờ trưa thì tôi thấy rất nhiều người đang đi làm về. Họ chắc là chuẩn bị mạ để đi cấy. Em chào anh. Anh bây giờ là đi về nghỉ trưa đúng không ạ?
Chào cả nhà. Anh nhà anh ở trên này à? Không, nhà chị ở trước. À. Vâng. Anh nhớ nào là? Anh ơi, thì bây giờ cũng trưa rồi ấy. Thì em muốn là không biết là nhà mình đã chuẩn bị cơm chưa, thì em có thể xin một bát cơm được không? Không có cơm nữa, chuẩn bị đâu rồi. Là không có cơm à? Không có cơm. Thế à? Anh ở đây à? À. Có vẻ như là khó khăn. Mọi người cũng ngại người lạ. Các bạn biết không là mọi người chạy rất là nhanh và lẩn khuất sau những cái dãy nhà, những quả đồi này. Ở đây thì tôi có thể nhìn thấy những cái thửa ruộng bậc thang và tiếng của mọi người đứng ở thửa ruộng này nói chuyện xuống dưới bằng cái ngôn ngữ của họ, nghe rất là kiểu sao, như kiểu là âm thanh của núi rừng ấy. Chào chào cô. À, dạ cháu đang đi quay phim tìm hiểu về đời sống của đồng bào mình ạ. Sau một hồi nói chuyện với các cô thì tôi đã thuyết phục được một cô cho tôi đến nhà để ăn cơm rồi. Nói chung là mừng quá. Các cháu đến nhà thì nhà lều thì xấu lắm, nhà lều ấy. Không sao ạ. Còn cái nhà to thì ở bên trên làng ấy. À. Nhà ấy. Đây. Ấy, ở trong người ấy. Đây chỉ là lán để mà trông coi ruộng thôi đúng không ạ? Đây là lán trông coi ruộng với vườn thôi. Vâng. Nuôi chăn nuôi gà thôi. Vâng. Thế là lán nhà mình là ở đây ạ? Đấy. Vâng ạ. Ở lều, dựng lều. À lều, vâng. Đúng rồi, làm lán thôi. Vâng. Phải là còn nhà to thì ở bên kia. Vâng. Đông người, đông nhà ấy ở bên kia thôi. Vâng ạ. Còn đây thì chỉ có lều. Vâng. Lều tạm thôi. Vâng. Ở tạm để trông coi ruộng với cả nấu cơm ăn, còn tối là về bên làng đúng không ạ? Đấy. À. Là về nhà to mà ở. Vâng. Đấy. Cô cũng là người Mường đúng không ạ? Đấy, người Mường đây. Vâng ạ. Chính Mường. Chính Mường luôn. Để sinh đây thì ở đây luôn. À. Đấy, gốc là Mường đấy, từ hồi xa xưa đấy đến ở bây giờ thì cũng ở đây đấy. Vâng. Không phải từ đâu đến đây đâu. Cháu đây lều mà ngồi đây. Vâng ạ. Lều xấu lắm đây. Lều thì còn đang. Dạ. Như này mát rồi ạ. Tức là ở đây là một gia đình, mỗi hộ gia đình là đều có hai cái nơi để ở, một cái là nhà, một cái là lều. Đấy. Lều là nơi mà để mình chăm sóc ruộng. Đấy. Đấy. Ruộng với vườn. Vâng. Đấy. Yeah. Ôi con thấy đây có cái gì to này cô, cái nấm à? Cái nào? Đây này. Cái nấm. Ui, to thế. Đấy, có cái thì to hơn. Thế à? Ừ. Cái này là mình lấy ở trên rừng à cô? Lấy ở trên rừng đấy. Cái này xong mình về mình sẽ làm gì? Mình về mình bán. À, bán à? Bán, nhưng mà cái này thì nó ít thì con không mang đi bán thôi. Thì mình để nhà mình làm gì? Mình để đây làm cạnh, làm chơi thôi, có gì. Không có... Chứ nếu mà bán đi thì họ sẽ làm gì? Họ cũng bán cho người... mua thì người mua bán cho người ấy thôi. Thì không phải có người dùng chứ cô nhỉ? Đấy, có người dùng nó mang đi nó làm thuốc hay nó làm gì thì mình cũng chả biết. À mình không biết, mình chỉ biết là bán được giá thì mình bán thôi đúng không? Mình bán được giá là bán thôi. Cho em kinh nghiệm không? Cái này ấy thì họ nó lấy nhiều lắm. Vâng. Cái này ấy, cứ đi tìm được mang về thì là nó có người chủ quán nó mua. Mua thế là xong nó lại có người lên lấy. Vâng. Ở trên thấp ấy. Nó lên lấy tận nhà có ông chủ ấy. Dạ. Đấy. Không cho làm cái gì. Nước gì đấy em? Nước cây. Nước cây, cây à? Thôi. Lá cây à? Chả có cái nước gì. Dạ. Đâu. Con mời cô, mời đấy. Mời em nhá. Đấy. Măng đắng đây. À đây có măng đắng à? Có măng đắng đây.
Cô ơi, măng đắng này mình có chế biến gì không hay là ăn sống luôn à? Có chứ. Ô, cô ăn trực tiếp à? Ăn trực tiếp được đấy. Ở đâu con xin một miếng ăn thử nào. Tức là nấu rồi cái này. Cái này nấu nó rồi chín à? Rồi. À, cái này luộc rồi. Chỉ là đây. Thái ra. Thái ra thì thái ra nhỏ thế này. Vâng. Nhỏ thế này lại xào lên. À. Cho củ tỏi hay là cho cái gì vào. Ừ. Không cho thêm mắm muối vào. Đấy. À. Thì nhỏ ra như thế này. À. Là kiểu là mình xào lên. Vâng. Đấy. Cho mắm, cho muối vào, cho gì thì cho thơm, cháo thơm vào. Vâng. Con tưởng là cô cứ mang mấy cái miếng này đi xong thỉnh thoảng buồn miệng thì lại đem ra cắn một miếng nhai. Không. Thế đâu. Nhưng mà muốn ăn thế này cũng được. Ngon cô nhỉ? Mình ăn thế này thì mình chỉ có chấm muối với mì chính thôi. Ừ. Đấy, ăn thế này. Măng này rất giòn, giòn này. Đầu tiên thì cái đắng của nó đắng ngọt ngọt cô nhỉ? Không kiểu không đắng quá. Cháu ăn đi. Dạ. Ăn tạm đi, ăn chơi. Ăn chơi em bời thôi cái này. Các bạn biết đây là một chiếc lán chỉ để trông coi ruộng với cả vườn thôi. Do đó thì cô muốn mời tôi về làng để thưởng thức một bữa cơm chính hiệu của gia đình. Một gia đình người Mường cũng như là một cái bản làng người Mường thực sự trông như thế nào. Đấy, các bạn có thể thấy rằng là cô đi một đôi dép mà leo đồi, leo ruộng cứ thoăn thoắt ra. Cô ăn cái măng cho vui không? Đây đây, cô này. À, thôi, cháu ăn đi. Đây, cháu có nhiều lắm. Ừ, nhà con có mà. À, cháu nhà. Ăn đi. Vâng ạ. Công nhận là mình cứ ăn măng này có khi nghiện luôn ấy. Bởi vì nó ngon quá. Không ngon nhưng mà nó có gì đắng đắng. Đảm bảo về xuôi là sẽ nhớ cái hương vị này. Cháu không bao giờ cháu nhớ nhưng mà ăn để nhớ lại kỷ niệm mà đi lều thôi. Vâng, một lần gặp gỡ cô, kỷ niệm của cô cháu mình đúng không ạ? Vâng. Sắp tới chưa hả cô? Tí nữa. Hơi khó nhưng mà đường đẹp cô ạ. Đấy, nhà cô ở đây. Đây rồi. Đấy, nhà cô cao lắm. Nhà cao to. Có chú mèo ra đón chúng tôi này. Đấy. Ba con mèo. Ba con mèo à? Ba chú đấy. Đấy, nhà cô còn ôi. Lắm cháu ạ. Con chào bác. Dạ. Chào bác. Nhưng mà leo trèo lên trên này. Rồi. Ở nhà bề bộn lắm các cháu ạ. Không, nhưng mà nhà rộng mà. To ở đây, còn nhà bên kia thì nhà lều đấy. Đây, các bạn có thể thấy rằng là nhà cô Thia rất là rộng, hoàn toàn làm bằng gỗ hết, thì duy chỉ có trần thì lợp bằng pro xi măng thôi. Còn đây có hai cái ghế làm từ thân cây cổ thụ này, ngồi để nhóm bếp. Ôi, cô có củ cải to thế. Củ cải này trồng ở vườn nhà. Hết rồi. Ăn hết rồi. Để một củ là để ăn dần đấy đúng không ạ? Vâng. Các bạn có thể thấy rằng là một cái gian nhà sàn của đồng bào Mường là sẽ ngủ này, bếp này, rồi để đồ đạc các thứ sinh hoạt ở chính là ở đây. Còn cái khu mà để rửa ráy thì lại là một cái lán ở ngoài đúng không cô? Vâng. Đây. Đây. Cái đây là cũng có một cái sàn này. Thì nước thì được lấy từ trên núi xuống. Mọi người tắm giặt, sinh hoạt các thứ, rửa ráy phơi phóng ở đây. Các bạn thấy là măng này đấy. măng đắng đúng không cô? Đấy, măng đắng thì con đang lấy sang bên lều đấy. Vâng. Mình ăn cơm lều đấy. Vâng. Không ăn, phải về. Vâng ạ. Nhà to này, tí mới đi làm mới đi. Vâng ạ. Đấy. Thì đây là
nhà mình cũng cũng có bàn thờ đúng không ạ? Vâng. À, bàn thờ của mọi người thì cũng cũng giống như là người Kinh thì cũng có bàn thờ, và mặc dù cũng hơi sơ sài một chút nhưng mà cũng mình cũng thờ tổ tiên chú nhờ. Hàng năm là có 2-3 lần thờ. Vâng. Cần cơm nó mới mới ăn Tết. Vâng. Không có gì đâu. Chỉ có thế thôi, sơ sài thế thôi. Là cô ấy. Cô bây giờ cô đang làm gì đấy ạ? Cô sắp nấu cơm. Thì hay là mình ăn cơm nguội cũng được cô ạ. Ôi dồi, ăn cơm nguội làm gì cho được. Ăn cơm nguội cơm từ hôm qua. Thế à, con thấy nhiều cơm nguội quá thì không. Con ăn cơm nguội cũng được. Không, không ăn cơm nguội đâu. Ăn cơm nguội thì không ăn được. Vâng. Nấu thêm thôi. Con cơm này ăn từ hôm qua thì không ăn được đâu. Vâng. Có ăn được nhưng mà không ăn đâu mà. Vâng, bởi vì là mình sẽ lấy cơm nguội này để làm gì, hay là vì bọn con nên phải nấu cơm mới? Thôi, không có làm gì đâu. À. Thế chắc là vì bọn con nên mình nấu cơm mới đúng không? Thế có bây giờ mình sẽ làm cái gì nữa thì con giúp một tay nào? Không, làm cái gì nữa, tí nữa là ấy thôi, làm quả đấy, nhưng mà tí củ cải à? Vâng ạ. Ừ, làm quả củ cải thôi nhưng mà chả có cái gì cái khác ấy, thức ăn ấy. Vâng, thế cũng được cô ạ. Vâng. Cô ơi, cô có cái lu gì đây? Mỡ à? Lu gì đây của cô? Mỡ. À, mỡ. À, mỡ lợn này đúng không ạ? À. Tức là Tết là nhà mình mổ lợn xong rồi lấy mỡ. Vâng. Nhưng mà không cần nhiều đâu, tí thôi. À vâng. Đây con xem nè. Đây không phải là cái mỡ đâu mà. Ơ không phải mỡ à cô? Không, cái này có mỡ nhưng mà đây. À con xem nào. Cái thịt đó mà, cái thịt thì vò với muối. Thịt vò với muối. Đấy. Ơ lạ nhờ. Ừ. Con xem nào. Cái mỡ thì ở đây. Cái mỡ thì cho vào cái này. À, cái lu mỡ là khác à? Đấy, cái mỡ này cho vào cái này. À, bởi vì con lại cứ nhầm. Thì đây là thịt chua, bởi vì con đã ngửi thấy cái mùi chua rồi. Đấy. Thịt nó không chua. À, thịt này là mình vo muối xong mình để trong lu. Ừ. Mình ăn dần đúng không ạ? Ăn dần đấy. À. Vâng. Chỉ còn thế thôi mà. Thì cái này là cũng nó cũng giúp lên men để bảo quản được lâu. Vâng. À đây này. Con cầm lên xem được không? Có cầm lên đây. Cầm thôi mấy cái gì đó. Đấy các bạn thấy đây là một miếng thịt được cắt rất là gọn gàng. Có bì, có mỡ. Phần lớn là mỡ. Cái thịt thì hết rồi. Hết rồi, chắc là miếng ngon mình ăn trước hết rồi đúng không ạ? Thì bà con thì cũng lâu lâu mới có dịp mổ lợn. Thì khi mổ thì mọi người sẽ bóp với muối và để trong lu này để bảo quản được lâu, bởi vì không có tủ lạnh. Đấy. Nói chung là bây giờ thì con mới biết là có một cái món như thế này. Thì đúng là đi nhiều nơi thì mình mới biết là mọi thứ rất là phong phú. Đây. Cô ơi, người Mường mình là ăn gạo nếp là chính ạ. Đấy. Gạo nếp, gạo tẻ cũng ăn. À, gạo tẻ cũng ăn à? Còn nhưng mà bây giờ thì không còn như ngày xưa đâu. Là sao ạ? Ăn gạo nếp thôi. À. Bây giờ thì gạo tẻ không làm nhiều rồi. Củ chiêm này không có, không cấy gạo nếp đâu. À. Cấy riêng gạo tẻ thôi. Vâng. Tức là ngày xưa là đồng bào mình là ăn toàn bằng gạo nếp. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì vụ chiêm thì mình sẽ trồng gạo tẻ, đấy, lúa tẻ để mình ăn... ăn để có luôn luôn có lương thực đúng không ạ? Đấy. Vâng. Cái gạo nếp thì làm ít thôi bây giờ ấy. Vâng ạ. Chả ít hộ làm nhiều thôi. À. Làm để chuẩn bị cho vụ cho thời gian Tết với thời gian ăn cơm mới. Vâng. Ừ. Cái này là do nhà mình tự trồng luôn đúng không? Nhà mình tự trồng đấy đấy. Thế cô có trồng xong cô có bán gạo cho những người khác không? Không. À tự làm mình. Làm chỉ có tự nhà mình ăn thôi. À. Mình làm mình ăn thôi. Vâng. Đấy, còn cái làm để bán thì ở đây thì chưa có. Vâng ạ. Đây thì chưa có bán. Vâng. Chỉ có làm để ăn nhà mình thôi. Đủ ăn nhà mình thôi. Cô ơi, con thấy là mình phơi cả cái hạt gì đây? Đây là hạt gạo đấy. Hạt hạt rau. Hạt rau à? Đấy. Rau gì? Rau của nhà mình đấy. Rau cải hay rau gì ạ? Rau cải. Rau cải à? Đấy. Thế còn đây là cái mâm gì đấy ạ? Cái đấy là cái củ giềng xay. À, củ giềng xay. Đấy, cái củ giềng xay. Để mình làm gia vị à? Ừ, làm gia vị mình
kiểu như mình giấm với măng với ấy đây. À, đấy. Vâng. Ừ. Con nó lấy mà, con nó mang về cho mà. Vâng ạ. Ừ. Ôi cô ơi, cô ấy, cháu thấy cô làm nhiều món thế ạ? À? Cái này thì cho vào cái măng kia. À, măng ạ? Ừ. Cái này thì cho vào muối. Ờ. Ừ. Cháu thấy là như kiểu là kiểu vì cháu mà cô bắt đầu xem là nhà có món gì ấy là đem hết ra để chế biến ạ. Cô làm đơn giản thôi cô ạ. Làm đơn giản thôi, vì tí là luộc lên thôi mà, có cái gì đâu cháu. Vâng ạ. Ở đây thì không biết làm món gì ấy đâu. Ở đây ấy. À đây thịt đây. Thôi. Đây cũng là thịt ạ. Ừ. Đây cũng là thịt đấy. Nhưng mà mình ướp với ấy à? Để cho vào kia thì nó lạnh. À. Ừ, cho kia, vào cái kia thì nó lạnh. Kia là cái gì ạ? Cái măng. À măng à? Ừ. Măng chua ấy. À tức là mình cũng buộc kín vào xong mình đấy. Cho vào cái hũ măng đúng không ạ? Đấy, buộc kín vào. Đâu cái hũ măng của cô đâu con đây. Con xem nào. Đấy, nó bề bộn thế này đấy cháu ạ. Vâng. Đây. À, không măng của cô cái đây. Cái hũ sành. Đấy. Vâng. Đây là xem. Măng. À cô cũng có một cái hũ sành thì để măng. Mình muối măng đúng không ạ? Đấy. Ướp măng. Đấy, ướp măng. Thì cái này thì cái nhiệt độ của nó mát hơn. Đấy. Thì cô đã cho miếng thịt nạc vào hơn. Nạc vào trong này. Vâng. Và thấy tôi đến thì cô lại đem cái miếng thịt dự trữ đấy ra. Cô ấy làm đơn giản thôi cô ạ. Vâng, chả có cái gì mà làm mấy đâu cháu ạ. Chỉ có dạ. Đơn giản thôi mà. Chỉ có mình luộc thì luộc, không luộc thì chỉ có cho rang xào lên, chỉ thế thôi. Vâng. Ừ. Ít thôi cô ơi. Con ăn ít lắm. Đấy, miếng đấy thôi cô nhá. Hả? Thế thôi nhá. Luộc hay là xào? Xào đi. Xào thôi nhỉ. Vâng, thế thôi cô ạ. Lấy tí nữa chứ. Ôi thế ít thôi thế. Ít thế ăn làm sao. Con ăn ít lắm. Vì đời sống của bà con còn khó khăn. Đấy, nên khó mọi khăn người lắm. Nghĩ ra rất nhiều cách để có thể là bảo quản được thực phẩm lâu hơn. Thì cái cách mà để trong hũ măng này cháu thấy cũng rất là dân dã và hay. Có lẽ là đây là một trong cái bí kíp mà từ lâu lắm mọi người đã dùng rồi đúng không ạ? Vâng. Từ xưa sửa xưa, xưa rồi. Cô ơi, nếu mà mình mà ngâm thì để tối đa được bao nhiêu lâu mình có thể dùng được ạ? À? Mình chưa ăn đến thì mình cứ để thế thôi. Để thế được nửa năm không? 6 tháng được không ạ? Ừ. Hơn một năm. À, mình không với... ăn chưa ăn được rồi, mình không ăn thì mình cứ để đấy thôi. Vâng. Khi nào mình muốn ăn thì mình lấy ra mà mình mà ăn. Vâng. Đấy. Tức là với cách bảo quản này thì mọi người có thể để lại khi nào cần đến thì ăn. Đấy. Còn cũng không biết chính xác là nó tối đa nó là bao nhiêu đúng không ạ? Vâng. Ăn đến khi nào hết thì thôi ạ. Vâng, đấy. Không có kỳ hạn luôn. Vâng. Mình muốn ăn thì mình mang ra mình lấy mà ăn. Vâng. Mình không ăn thì để đấy. Có thể là 1 năm, 2 năm sau cũng được. Không biết. Không biết. Vâng. Vâng. Cái đấy thì không biết, 1 năm, 2 năm thì chưa biết. Vâng. Nhưng mà mình không ăn thì mình cứ để đấy. Vâng. Không lo gì đâu. Mà có ai bị đau bụng vì ăn cái này đâu đúng không? Dạ. Cái gì? Và có để lâu mà có ai bị đau bụng chưa ạ? Chưa. Chưa. Đây thì vâng. Chưa có. Bởi vì mọi người đây là cái bụng rất là tốt. Đây thì còn là ở đây thì chắc là không nói thật với các cháu là không phải là như ở dưới xuôi. Cái gì nó cũng từ tay mình làm lấy hết mà. Vâng ạ. Đấy. Cô ơi, để con giúp cô một tay nhá. Ừ. Thì lấy cái này để đảo thịt đã. Cái này. Cái này. À cái đũa này. Cho muối cho mì chính vào. Đây, cô chắc là cô nêm nếm đi cho nó vừa khẩu vị của mình. Con không quen ấy, con chỉ đảo giúp cô được thôi. Ừ. Đấy. Cái này thì mọi người cũng chỉ cho vào nồi thôi, cũng không cho mỡ bởi vì thịt nó có một độ mỡ nhất định rồi. Ừ. Mình cứ đảo đều tay thì mỡ ở trong thịt nó tự ra. Đấy. Đấy. Ở đây nó làm ăn thì nó lộn xộn lắm cháu ạ, à. Không phải là như ở dưới đâu. Vâng. Đấy.
ở đây nó làm ăn nó thế này thôi, làm sơ xoài thôi mà. Không, như này mới là dân dã và chân chất cô ạ. Con thì thích cái hương vị nó cơ bản như này, thì mình làm nhiều gia vị quá nó lại mất đi cái hương vị thơm ngon. Cho tỏi đập à. Ở nhà thì bây giờ buổi trưa hơn 1 giờ rồi các bạn ạ. Hơn 1 giờ trưa rồi, có mỗi hai cô chú ở nhà. Thì tôi đến ăn trực như này thì mình cũng phải giúp cô một tay chứ. Dù sao thanh niên sức có dài vai rộng mà. Không thì các bạn, có nhiều bạn còn bảo tôi là giống đường tăng, đi khắp nơi và xin ăn. Nhưng thực ra thì mình cũng giúp mọi người. Tôi xin ăn này chỉ là một cái cớ nho nhỏ để có thể làm quen, được phép vào nhà và tìm hiểu đời sống của mọi người mà thôi. Đấy, như ngày hôm nay đấy, các bạn có thể thấy rằng là mặc dù là xin ăn nhưng mà có phải là dễ đâu, rất là khó luôn. À, trong lúc cháu đang mải đảo thì thầy cô lại chạy ra vườn lấy rau à? Rau cải là để nấu canh hả cô? Đây làm nước canh, cái này thì tí này rang cái thịt cho vào thịt. À vâng. Để thơm. Vâng. Thế thế thì cô rửa giúp cháu nhá. Ừ. Thì cháu đảo thịt đi. Ừ. Khói vào chảy hết cả nước mắt. Ở ngay bếp thì tôi để ý thấy có một cái dụng cụ như kiểu cái vợt tennis này. Cái này là để xúc cá hả chú? À. À, trong lúc mà mình đi à, khi mà ruộng ở xúc cá ngoài ruộng hay ngoài suối ạ? Ngoài suối, ngoài ruộng đều được hết ạ. Đâu có thì đi. Vâng, trông như một cái vợt tennis khổng lồ. Con cua, con cá, con đấy đây. Vâng, con cua, con cá, con tôm, con tép. Không có tôm đây được, không có tôm. Thịt cạn nước rồi thì tôi cho rau ngò gai vào. Còn ở trên này mọi người gọi là rau bắc chì hồng. Đấy. Đấy. Nghe tôi phát âm tiếng Mường là cô chú cười thích thú luôn. Chắc là nghe giống như kiểu người nước ngoài nói tiếng Việt đấy. Đấy. Rồi. Bắc ra thôi. Đấy, cô luộc rau à? Ừ. Xào măng nữa chứ. Vâng. Sợ lấy luôn cái nồi này xào măng ạ. Ừ. Lấy thì lấy, không lấy thì cho vào nồi kia cũng được. Cái nồi này cho nó... nó ấy luôn luôn này. Ừ. Nó mặn luôn này. Đấy, tranh thủ cái nồi vừa rồi thì tôi cho măng vào xào luôn. Nhưng mà hình như là tôi quên một chút mỡ. Đấy. Vâng, cái cô nhắc tôi ngay. Thế này được rồi đúng không ạ? Vâng, và mỡ cho sau cũng được. Đây chính là những cái cây măng đắng mà ở ngay lán của con dâu của cô. Thì tôi đã ăn thử đấy. Và các bạn biết rằng là khi mà ăn chơi cũng được. Còn khi cần thiết thì chúng ta có thể chế biến món ăn. Chỉ cần thêm một chút gia vị mắm muối vào thôi là lại ngon ngay. Tôi để ý thấy trong gian bếp của cô chú chỉ có hai loại gia vị chính. Đó chính là muối và mì chính. Đây. Muối đây là những cái muối hột rất là to. Ít. Đấy. Và tỏi. Tỏi rất là thơm bởi vì được những cái tép rất là nhỏ này, được trồng ở đây. Trồng ở đây hả cô? Tự trồng lấy, rất là thơm. À, cô bảo là cái gì cũng tự làm, tự cung, tự cấp nên sạch sẽ và thơm ngon. Cho một chút mì chính nữa. Chút thôi.
Và cuối cùng thì cũng đã đến giờ cơm trưa rồi các bạn ạ. Các bạn biết rằng bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là 2 giờ đúng. Không biết rằng bình thường mọi người có ăn vào giờ này không ạ? Bây giờ là 2 giờ trưa rồi. Không. Là sớm hơn hay muộn hơn ạ? Sớm hơn ạ. À, sớm hơn ạ? Sớm hơn. À. 11 rưỡi, 12 giờ trở lại. Dạ. Ngày nào muộn nhất là 12 giờ ăn chắc cơm. Chắc là tại vì có cháu là một vị khách mới từ xa đến đúng không? Thế là cô sẽ làm những món phức tạp hơn. Ở đây thì mọi người cũng không ăn cơm tẻ mà lại ăn xôi. Cũng giống như người Thái đúng không ạ? Người Thái cũng hay ăn xôi. À thế hả? Vâng. Nhưng mà cũng phải lấy một miếng rượu đấy nhỉ? À vâng. Thế thì rượu rồi mới ăn cơm sau. À vâng. Đấy, ở đây thì là tập quán là như thế, ngồi vào mâm thì ăn cơm trước là không được. Vâng. Không phải như thế, nhưng mà thôi mất mấy khi các cháu về đến cô chú. Vâng thì ạ. Lấy một miếng rượu đã. Vâng. Thì mới ăn cơm. Vâng ạ. Không phải là tập quán ở đây thì không uống rượu thì không cho ăn cơm, không phải đâu nhá. Không thể nói thế thì nó lại không được. Đấy. Vâng. Để tráng cái bụng đúng không ạ? Tráng cái dạ dày trước. Và các bạn có thể thấy rằng là mâm cơm cũng khá là cơ bản, có một món mặn là món thịt ủ măng chua, một món măng xào và canh. Nhìn tưởng chừng như là đơn sơ, rất là giản dị thôi, nhưng mà theo tôi nó là đầy đủ rồi. Thậm chí rằng là bữa cơm này cũng khá là sang trọng hơn so với những ngày bình thường của cô chú ấy, tôi nghĩ thế. À, thế cháu xin mời cô chú nhá. Chúc cháu nhá đi công tác tốt rồi là mạnh khỏe nhá. Vâng ạ. Vâng. Cũng nhân dịp năm mới thì cháu chúc cô chú cũng mạnh khỏe. Và mình đi làm nương, làm dẫy thì thành công. Vâng. Không bị thời tiết cũng như là bị những cái dịch bệnh nó làm ảnh hưởng đến năng suất. Vâng. Nhất là chú. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn chú cháu nha. Sẽ bớt bệnh đau lưng. Vâng. Dạ. Uống cháu nhá. Vâng ạ, cháu mời cô chú. Vâng. Cháu uống nhá. Bệnh uống được. À, bệnh uống được ạ. Cháu thì thông cảm cho chú vì chú là bệnh không uống được. Vâng. Nhưng mà thế thì cháu hiểu rồi, thế là rượu là cô uống là chính đúng không? Vâng. Ôi giời ơi, thế nào cháu lúc cháu nhìn cô rót là cháu biết ngay là cao thủ đây rồi. Nhà rượu êm cô nhờ. Vâng. Ừ. Đây nó cũng vừa vừa thôi. Vâng. Cũng không đặc mấy. Vâng. Vâng. Thế bây giờ cháu sới cơm được chưa? Vâng, được rồi đấy. Nhưng mà hay là lấy một miếng nữa. Ôi thôi thôi cô. Hay lấy một miếng nữa nhỉ? Mình vừa ăn mình vừa uống nhá. Vâng. Thế cũng được. Vâng ạ. Cũng bình thường thôi mà, có gì đâu. Đây. 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 Đây các bạn thấy cơm nếp rất là tơi, hạt nào ra đấy. Mặc dù đây là cơm nếp chứ không phải là đồ xôi nhá. Vâng. Đấy. Nếu mà có thời gian thì phải ngâm để đồ. Vâng. Nhưng mà không còn thời gian nữa thì lại phải nấu. Vâng ạ. Cái này đầu tiên là mình phải đánh tơi lên nhờ. Vâng. Nhưng mà bởi vì nó đầy quá nên là tôi sẽ sới trước một vài bát trước thôi, tôi sẽ đánh lên sau. Đây, này cháu mời chú. Đây cháu. Ê, cháu thử thịt nha. Vâng. Thịt chắc là không còn mấy đâu vì thịt đã lâu ấy. Thịt rất là mềm. Mềm cực các bạn ạ. Lúc đầu tôi nghĩ là cái thịt ở miền núi, nhất là lợn làng, lợn bản ấy, nó nuôi trồng ngoài tự nhiên thì là nó thịt nó sẽ dai, nhưng mà không. Rất là mềm luôn. Đồng thời là khi mình ủ vào trong cái hũ măng ấy thì con thấy là có cái hơi chua chua. Đấy. Cái vị của măng nó cũng ngấm vào thịt nữa. Vâng. Vâng. Ngon quá. Đấy, cháu ăn đi. Đây, măng. Cái măng này xào qua thì nó lại bớt đắng đi cô nhỉ? Vâng. Nó bớt đắng đi hơn. Đấy. Rất nhiều so với lúc mà tôi ăn khi mới luộc xong ấy. Vâng. Đấy là luộc mình ăn như thế. Ừ. Cái này thì mình lại xào lại. Nó vẫn còn cái độ giòn giòn như vậy. Vâng. Nhưng mà cái vị đắng của nó đã giảm đi rất là nhiều. Vâng. Đấy. Coi năm vừa rồi thì nhà mình trồng cây các thứ có được mùa không ạ? Cũng tạm được cháu ạ. Vâng. Quýt thì có năm thì cũng được mùa. Nhưng năm ngoái thì không được mùa mấy.
À thế ạ? Vâng. Dạ. Vì nó cũng sai bông. Bông nó chiếu đi nhưng mà khi nó là cạn quá là không lên được. Không sai quả. Vâng. Thì quýt là mình cũng bán cho những người đến họ lấy đúng không ạ? Vâng. Lái buôn đấy đúng không ạ? Vâng. Lái buôn thì... rồi mình mang đi chợ bò nữa, chợ bò với chợ lồ. Thế thì mình họ cũng đến lấy tận nhà. Vâng. Thì họ đến lấy tận nhà thì là cô bán bao nhiêu một cân ạ? Một cân 20. 20 ngàn. Cân 25. Đầu vụ thì cân 25. Vâng, cuối thì 20, vâng. 18. Thế thôi, 18 là hết mức. Vâng. Tí mấy giờ thì cô lại ra ngoài ruộng ạ? Vâng, tí khi cháu xuống thì cô mới đi. Mà cháu chưa xuống thì cô vẫn ở nhà với cháu. Bình thường thôi, cũng chả có cái gì đâu mà. Chả có áp lực gì đúng không ạ? Có cái áp lực gì. Ôi, vâng. Cái đấy là cái sướng đây nhất là... đấy ạ. Đi làm nó cũng bình thường thôi mà. Vâng. Ruộng nhà mình mà đúng không ạ? Vâng. Mình thích làm lúc nào mình làm. Việc nhà mình thì đi lúc nào cũng mệt lúc đấy. Không lo đâu cháu ạ. Không lo ai tranh làm đâu mà. Vậy là tôi vừa ghé thăm nhà cô Thia, một người đồng bào dân tộc Mường. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi ghé thăm một gia đình người Mường và hiểu được những cái phong tục tập quán cũng như là cái tình người ấm áp. Thì tôi có thể kết luận được rằng ở khắp đất nước của chúng ta rất nhiều dân tộc anh em sinh sống và chúng ta có chung một cái tình yêu, một cái sự đoàn kết nhất định. Đối với một người từ miền xuôi lên thì có rất nhiều cái sự e dè, và ngược lại ở phía những người đồng bào thì họ cũng có một cái sự e dè nhất định với người miền xuôi. Nhưng mà khi chúng ta cởi mở, chúng ta có cái được sự tin tưởng lẫn nhau thì tôi nghĩ rằng là lúc đó thì không còn một cái ranh giới gì cả. Ngày hôm nay thì tôi cũng đã có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Kỳ Thú Việt Nam. Bây giờ thì xin chào.